Một sự kiện quan trọng nhất của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức quay trở lại, sôi động. Kịch tính. Hấp dẫn. Đoàn kết, tự tin, chiến thắng. Cả sẽ có trong ngày hội truyền thống 15 tháng 10 nhằm kỷ niệm 24 năm thành lập của tập đoàn Tân Hiệp Phát với chủ đề xây dựng đội ngũ, nâng tầm dịch vụ vì sự phát triển bền vững. Với nhiều sự thay đổi, ngày hội truyền thống năm nay hứa hẹn sẽ là một cuộc chơi nhiều màu sắc và kịch tính hơn bao giờ hết. Bạn đã sẵn sàng để tham gia nhiệt tình, cống hiến và cổ vũ hết mình cho tất cả các hoạt động sôi nổi của ngày hội năm nay. Hội thi kéo co, hội thi văn nghệ, hội thi báo tường, cuộc thi ảnh ấn tượng Tân Hiệp Phát, cuộc thi tự hào Tân Hiệp Phát, chương trình tri ân nhân viên thâm niên 2018. Năng động, tự tin, hết mình với tinh thần không gì là không thể, tất cả nhân viên Tân Hiệp Phát đã sẵn sàng để chờ đón ngày hội truyền thống 15 tháng 10 thật bùng nổ và nhiều điều tuyệt vời nhất.